Chào các bạn nhá. Mình lại làm một cái video sửa bếp từ với một cái ban đơn giản, đó là liệt phím các bạn ạ. Mình ghim điện này, nó đã có đèn báo nhấp nháy là ở chế độ chờ nhá, trên dòng bếp SunHouse này. Về mình bật nó không tác dụng gì luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ xem nó bị lỗi gì nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra phím power xem nó có bị lỗi không, rồi mạch in các thứ các bạn ạ. Thì cái dòng SunHouse này là cái dòng bếp rẻ tiền hay sao ấy, và nó tích hợp nhiều lắm các bạn ạ. Đơn giản nhất như các bạn để ý này, phần driver nó sử dụng con L531 các bạn ạ. Phần mạch driver ấy, nó sử dụng con L51 là con dạng IC nhá, nên khi chết công suất là rất hay chết con này luôn. Mình một thời mình kiếm mãi với con L531 này, nhưng bây giờ chúng ta mua thông dụng rồi, nhưng con này thì nó không phải chết công suất nên mình cũng không quan tâm nó. Mình sẽ quan tâm đến cái mặt hiển thị, mặt điều khiển của nó cơ. Thì đây chính là cái mặt mặt điều khiển của nó này. Thì chúng ta sẽ thấy nó có một con IC nhá, nó có cái IC sán này. Thì con IC này mình khẳng định đây là con IC MSU nhá, con vi xử lý nhá, và có thể nó có sẽ có cả phần mềm bên trong luôn. Nó sẽ giao tiếp với con IC vi xử lý dưới bo công suất ấy, thông qua hai cái đường là TX, RX này, còn GND và VDD, tức là nguồn 5V cấp cho nó để cho nó hoạt động thôi. Như vậy là nó sẽ giao tiếp với IC dưới là bằng hai đường này. Thì con IC này nó sẽ có chức năng ấy, chúng ta để ý này, nó sẽ có rất nhiều chân là đưa đến bộ LED hiển thị nhé, LED 7 đoạn hiển thị này. Như vậy là nó sẽ thực hiện là hiển thị các LED này, rồi là nhận các lệnh bàn phím nhé, các bàn phím ấy, đưa vào nó. Như vậy là nó quản lý hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra không bấm được ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra phím power xem là nó có hỏng không. Nhưng con này nó mới này, mình nghĩ là phím power không thể hỏng đâu. Nhưng con tia, những con cục, những con cũ cũ thì có thể là phím power này sẽ hỏng, thì ấn sẽ không tác dụng gì. Mình đo đo thông mạch, mình đo hai chân này, mình bấm này. Như vậy là phím ok các bạn nhé. Mình bấm phím phím vẫn tốt, như vậy không phải là phím. Thì nếu mà phím ok như này thì chúng ta sẽ kiểm tra là xem đứt mạch in nó có đứt không, mạch in của cái phím power nó có đứt không, hoặc là một phím nào đấy đang bị giò, bị chạm, nó cũng xảy ra trường hợp này, hoặc là LED bị giò chạm nhá. Và cái trường hợp đen đủi là con IC vi xử lý này lỗi. Bây giờ mình sẽ tháo ra để chúng ta xem nhé. Ôi rồi, tháo ra thì bắt được lỗi luôn các bạn ạ. Các bạn để ý này, nước nó vào, ôi rồi con này có cái ban củ chuối rồi. Các bạn ơi, cái vị trí này là vị trí bị nước chảy vào nhá. Như vậy là ở đây các bạn này, nhìn nó bị han dỉ này. Như vậy là do nó dòng bếp rẻ tiền nên cái phần dán này không chuẩn, nên nước nó sẽ chảy qua được cái khe dán này và nó đi xuống dưới và dẫn tới là vào cái main, dẫn tới là lỗi các bạn ạ. Như này có cách xử lý, chúng ta xử lý xong chúng ta lên dán cái băng dính trắng vào đây chẳng hạn để cho nó bảo vệ, hoặc như tí nữa mình sửa xong mình sẽ có một cái võ khác để bảo vệ được, chống nước rơi vào con này nhá. Thì con này này thì chúng ta sẽ nhìn này, khi này thì sửa dễ quá rồi, nước từ trên nó chảy xuống mên này, dỉ đứt linh kiện nữa này, còn 1-4 dập nhiễu này, rồi nó vào cái chơi phím này, khả năng cái phím này dẫn tới bị chập, hoặc là con led này bị chập dẫn tới là nó sẽ không nhận được cái phím power này nhá. Bây giờ mình sẽ xử lý, sau đó mình sẽ thực hiện một cái võ là mình sẽ bảo vệ cái này đỡ vào nước nữa. Bây giờ mình sẽ làm đã rồi mình chia sẻ cho mọi người nhá. Ba này dễ quá rồi. Sau khi mình thay ba con linh kiện này các bạn này, bao gồm tụ 1-4 này, mình thấy nó cháy đen xỉn luôn, như là khách bị vất cắm nữa, cắm điện ấy. Rồi con led này và con phím bị bẩn này thì nó vẫn không được các bạn ạ. Rồi cuối cùng là sau đó là mình thay lốt cái phím này nữa thì nó mới ok. Mà cái phím mình vừa nghe, cái phím này mình thay ấy, mình thấy nó chẳng có cái bị xỉn riết gì hơn. Đây các bạn này, nó bị dưới gầm của nó thì mới có các bạn ạ, dưới gầm của nó mới có. Thì hóa ra là khả năng là cái nước bị chảy xuống ấy là nước khách sử dụng nên có mắm có muối các bạn ạ. Các bạn này mình để ý này, mình đo thang đo 10K nhé. Cái phím này nó đã bị chạm chập rồi các bạn ạ. Như vậy là ngoài con này hỏng ra, cái phím này cũng bị chạm nữa, bị cái hơi mắm muối nó vào, giờ tới nó chập. Và bây giờ nó đã bắt được, nó đã nhận được phím ok rồi các bạn này, mình nó non được này, đấy, chạy bình thường này. Bây giờ mình sẽ kiếm cái dây bóng cuốn này các bạn này, của đồ ăn này này, để mình xử lý cái này. Đây là các bạn, làm cho vài vòng cuốn, sau đó chúng ta mình lại lắp lại. Như vậy là nước có từ trên này nó có
nó có chảy xuống thì nó chảy xuống dưới thôi, chứ nó vào cái ly lông đấy nó không vào trong bao mạch các bạn ạ. Nên nhiều khi mình gặp những cái bếp từ mà nó bị dỉ ở đây, tất nhiên là mình cũng dán bên ngoài nữa, nhưng mình xử lý như này là không bao giờ nước nó sẽ chảy vào trong cái bo mạch điều khiển nữa, nó sẽ không xảy ra cái bàn lại như cũ các bạn nhé. Vỏ mẹo thôi, mẹo xử lý rồi các bạn ạ. Đây mình sẽ ghim điện này, on này, nó ok các bạn thấy không? Nó báo e không vì là chưa có cái gì mà các bạn phím bấm ok hết nhé. Ở bàn khá là dễ, nhưng mà tiện mình bật máy quay rồi nên mình cứ làm chia sẻ cho mọi người nhé. Thôi cái video của mình sẽ kết thúc ở đây, bởi vì mình đã xử lý nó ok rồi mà. Chào các bạn nhé.